Một chén bột, chén rưỡi sáp đậu nành xay, 1/4 bánh mì khô, 2 quả trứng, nửa củ cà rốt, 1 củ hành tây nhỏ, 1 muỗng rưỡi canh nước tương, 1 muỗng canh bột nghệ, nửa muỗng cà phê muối. Rồi trộn tất cả hỗn hợp. Trộn đều xong thì như vậy. Bạn do tròn và bóp dẹp để qua một bên, một đợi một chút sẽ lăn trứng vào bột. Phần bột tôi đánh nắng xong. Phần trứng tôi đánh xong. Đây là thêm 2 muỗng canh bột để riêng, 2 muỗng canh bánh mì khô để riêng. Bây giờ bắt đầu lăn bột trước. Rồi đến vào lăn trứng gà. Cuối cùng thì lăn vào bánh mì khô. Chuẩn bị đem đi chiên. Với món này chiên xong các bạn có thể ăn với ketchup hoặc mayonnaise hoặc là nước chua ngọt của Thái Lan hoặc với nước mắm của Việt Nam mình cũng ngon lắm. Ở ngoài rất là giòn giòn. Các bạn thích nước chấm nào thì xài nước chấm đó. Chúc các bạn thành công.